Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ nấu món gà hấp lá chanh. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Nguyên liệu để làm gồm có một con gà 800g, lá chanh sắc sợi, sả sắc cộng, tỏi băm, một phần hai muỗng cà phê bột nghệ, một phần hai muỗng canh hạt nêm, một muỗng canh dầu hào. Chúng ta ướp tất cả gia vị với gà khoảng 30 phút. Tiếp đến, chúng ta cho một muỗng canh dầu ăn lên gà và đem hấp khoảng 45 phút. Chúng ta hấp cho đến khi gà mềm và chín là được. Chúc tất cả mọi người làm món gà hấp lá chanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.